Nó dạng như là những cái tiếng trong này mình có thể chỉnh sửa, nhưng mà em nghĩ tiếng gốc mà đặt với đàn vẫn hay hơn. Thì trên Tây Nguyên đó, nó đặc trưng để là nó thật, nhạc nghe ra nó thật, không cần quá nhiều ấy. Dân dân Tây Nguyên mà hát nhạc cái giọng không có cần echo luôn, nên mình ra phải rõ. Nồi trống lên, nồi đàn lên. Còn nếu không thì mình lấy nó giống, thì mình lấy những cái tiếng xylophone, đại khái là tiếng nó giống như đàn tơ rưng, đàn đá gì đấy, vibraphone. Ghi đây là bộ gõ này. À, khoan, không phải cái này, lùi lại tí. Đây, đấy. Đó, mình lấy những tiếng trinh hoặc là tiếng ấy đánh nhẹ nhẹ thôi.